Hôm nay được bữa ăn sớm nên là mình làm một số cái video về con game tài xỉu ăn win để cho anh em mình chơi tham khảo nhá. Ok anh em, thì con game tài xỉu ăn win thì hiện tại mình đang có vốn là 68 củ 9. Thì nay thì nếu mà tầm vốn như này anh em mình chơi để cho nó ngon ấy, thì chắc mình cũng có thể là bố tầm khoảng 10-20 củ một cách là đơn giản anh em ạ. Con game tài xỉu ăn win thì nó đã có chương trình tặng thưởng nào cực kỳ là ngon lành cành đào nhá. Anh em có thể là vào cái phần này để nhận thưởng này. Còn anh em nào mà chưa tải game về thì có thể là tải game về bằng cách là mình có để đường link tại trái web mình lần rồi, anh em có thể là vào đấy để tải về để chơi anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử xem được là cái đường cầu của con game tài xỉu này thì nó đang như thế nào nào. Đầu tiên mình sẽ mở cái phần này xỉu phiên lên nhá. Thì iWin thì nếu mà hôm nào mà cầu đẹp thì mình sẽ kiếm tầm khoảng 10M. Ví dụ như cầu hôm nay thì mình thấy rằng là cái đường cầu của game tài xỉu này nó cũng khá là ổn áp anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi luôn này, đầu xuôi đuôi lọt nhá. Mình nghĩ rằng là cái tay này thì nó sẽ đi theo xu hướng cầu xỉu, nên là mình sẽ nổ tay đầu tiên là tầm khoảng là 3-4 củ trước nhá. Thật ra thì như này này, khi chúng ta chơi tài xỉu thì ăn non nó sẽ an toàn hơn, đúng không? Cực kỳ là an toàn luôn anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem cái trường hợp cái tay này nó có thành công nó về bên nhà xỉu hay không này. Húp cái là nhìn luôn anh em ạ, đỡ và chúng ta phải lo và lắng. Thật ra thì cũng có nhiều bữa mà mình ăn nó kiểu là đánh nhẹ nhẹ mà ăn nó gấp đôi gấp 4 gấp 5 lần ấy. Nên là mình cũng khá là tự tin để mình chơi tiếp cho cái ngày hôm nay. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cùng chờ đợi xem kết quả của game tài xỉu này nó có thành công về bên nhà xỉu hay không nhá. Đầu xuôi đuôi lọt đấy mọi người. Ok, một tay đầu tiên này, anh em thấy tay đầu tiên là nó đã rực rỡ chưa, siêu rực rỡ luôn anh em ơi. Đi tiếp nhá anh nhá. Nói chung thì đang gọi là cầu đang cầu là cầu ngon, nên là anh em cứ tranh thủ những cái lúc mà cầu đã đang tuyệt cả là vời thì anh em mình có thể gọi là ăn tiền của nó nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Riêng để nói về cái đường cầu hiện tại thì vẫn tự tin là nổ về bên nhà tài. Cái tay tài này mình sẽ đi cho nó tầm khoảng 3M 555k. Ok cho anh em, dứt khoát là như thế luôn anh em ạ. Rồi thì chúng ta cùng xem cái tay này có kiếm được tiền ở trong con game tài xỉu iWin không nhá. Thật ra thì iWin thì chúng ta đều biết rằng nó là con game tài xỉu uy tín rồi, nên là bây giờ chúng ta chỉ cần biết cái phương pháp đánh nó thôi là anh em đã có thể ăn tiền của nó rồi. Ok, chờ đón xem kết quả của nó anh em ơi. Úp cái là mình sẽ lãi được tầm khoảng gọi là 8M đúng không? Thì cố gắng thêm hai phát nữa là mỗi phát một củ nữa là lãi được 10M. Đấy, tính sơ sơ tính ra là cũng ngon đúng không? Chỉ cần anh em mình nghĩ sơ sơ là nó cũng ngon anh em ạ. Nhích nách đúng không anh nhờ? Rồi mình sẽ mở ra nhá. Lại thêm một tay ăn tiền nữa anh em này, anh em thấy ngon chưa? Biết ngay kiểu gì cái đường cầu nó cũng gọi là nhích nách mà. Bây giờ mình đi tiếp sau chúng ta xem này. Ở đây thì nếu mà cái trường hợp cầu của game tài xỉu iWin mà nó mà chạy chuẩn nữa thì vẫn là về bên nhà tài, à vẫn về bên nhà xỉu anh em ạ. Tại vì sao? Vì nó đang là 1-1 mà. Cái đường cầu 1-1 là một cái đường cầu cực kỳ là dễ chơi, nên là chúng ta cứ gọi là bám vào nó mà chơi anh em ơi. Đi tiếp sau chúng ta một pha này này là tay xỉu này. Tay này là một củ 9 xỉu vào em nhá. Đây. Tay này là một củ 9 là 32k. Thì nếu mà riêng cái đường cầu này nó hút lúa nó lùm lúa nữa thì quá là phê nhá. Còn nếu mà cái trường hợp của nó mà nó đen thì cũng hơi bể tí anh em ạ. Ok nào, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả của chúng ta nào. Thường thì cái giảm cầu ở đây nó sẽ khá là ấy. Đâu sao? Mình sẽ cùng chờ đợi nhá. Đợi mời xem nào. Ui rồi ôi, tí xíu là nổ. Ui rồi ôi, tí xíu là nổ rồi. Không ngờ luôn anh em ạ. Trời ơi, quả cầu này nó nhức nách thế không biết. Ôi giỏi ơi, sướng nhở. Quả cầu này nó nhức 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 cái nách luôn anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm thêm phát rồi nhá. Ở đây thì nếu mà cái trường hợp cầu của con game này mà nó mà làm thêm phát nữa để nó chạy chuẩn xác thì có khả năng cao là mình sẽ nổ thêm một tay này nữa về nhà xỉu này. Vì sao? Đây nó là cái đường cầu đối xứng mà đây là cái tay 3 thì khả năng cao là nó sẽ gãy trong tay này. Thì là một củ 7 này và thêm nó là 67k anh em nhá. Cũng ra gì về này nó rồi anh em ạ. Mà chờ đón xem cái kết quả của nó nào. Bình tĩnh thôi anh em ơi, đừng có căng nhá. Càng căng là càng dễ nghịch đấy. Ok, mình cùng chờ đón xem kết quả của game tài xỉu của anh Vinh trong cái pha này nào.
Có tiền hay không đây? Có, ui ôi, được rồi, đèn thế nhở. Mấy cái pha nó húp lúa lùm lúa liên tiếp mà ai ở đâu cái pha đấy nó bị gãy mới đau chứ. Thôi không sao. Trường hợp mà nếu một cái tay này mà nó mà bị cái này thì mình sẽ cho một phát nữa nhá. Cái phát này thì mình sẽ cho nó về bên nhà cầu thì đang là một một khá đẹp nhỉ. Thôi thì đi luôn xem nó là 3M 4M5 đi nhỉ. 4M5 là một cái kết quả nó cũng khá là ổn áp anh em ạ. Ôi giời ơi. Để xem nó có ổn áp lùm lúa hay không này. Còn nếu mà nó gãy xong cái pha này là vẫn hơi khoai đấy các bạn. Đầu xuôi đuôi lợt anh em nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử sơ đoán xem kết quả còn game tài xỉu lần này thì nó sẽ như nào nào. Có lùng được lúa hay không này. Được hay không đây? Được hay không đây? Hơi rung rồi đấy anh em ạ. Ôi giời ơi. Đây đây trời ơi cái gì vậy, cứ tưởng là lúng lúa rồi chứ ai người đâu có gãy đen vãi nồi các bạn, đủ luôn nhờ mẹ đã hiểu kiểu gì sao pha này nó gãy được chứ. Ok, nếu mà cái trường hợp của cái đường cầu này là có gãy ở đây thì mình sẽ làm mất tích cuối đi, mình nghĩ là cái khả năng cao của nó là sẽ về bên em nhà khó nhở. Anh cái con tay này khó không mà em mình cứ thấy khó khó thế nào, em phải đánh nãy giờ lại ngon rồi cầu nó chạy như hack rồi ai ở đâu pha này nó hơi khoai khoai chứ không sao, tăng sửa đọc xem kết quả của tay này là thế nào nhá, được ăn cả ngã về không mọi người, không cần căng quá. Ok, xem như nào nào. Dùng thế nhỉ. À đủ. Gì mà nó đen thế không biết, mẹ mấy cái đầu ăn liên tiếp cả trời. Ai giời ơi, cay lắm rồi em ơi. Má hiểu bị gì đây chứ. Bị quần què gì vậy trời. Rồi, xem nào. Này thì đùa với chúng tôi này. Ui dồi, 8 củ ăn 20 củ anh em ạ. Thôi thì hôm nay cũng xin phép anh em chút này đấy nhá. Và hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nhá. Ok, bye bye mọi người nhá.